Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Hành trình bôn ba trong nghề hát từ những ngày đầu lập nghiệp đến lúc trở thành một danh ca, nhìn lại, Evit Phương đã có hơn 60 năm ca hát. Đây cũng chính là dịp để tôi nói thật về bản thân, về cuộc đời mình và đúng hơn là có dịp để tâm sự với tất cả các bạn bè thân sơ cũng như khán thính giả khắp nơi. Như một món quà tinh thần ấp ủ từ bấy lâu đến bây giờ mới có dịp thực hiện, Evit Phương viết. Evit Phương trải qua những khó khăn khi phải đi xin một cây đàn guitar, đã bể hết phần thùng đàn phía sau và chỉ còn lại duy nhất một dây để bỏ hàng giờ đứng trước tấm gương trong phòng tắm mà vặn vẹo làm bộ điệu và hát những bài hát của tuổi thơ và trở thành một người đàn ông giàu có của hiện tại. Tôi có tiền, nhà cửa, xe cộ, nhưng ai biết rằng tôi đã phải trả giá cho những thứ đó bằng một cái giá rất đắt, bằng cả sự cố gắng phi thường và cả sự nhẫn nhục đầy nước mắt. Nhưng hơn hết, cuốn sách cho người đọc cảm nhận được một Evit Phương đời hơn với những suy nghĩ của mình, một người đàn ông trải nghiệm của hiện tại là sự kết tinh của những đắng cay, những cảm xúc lẫn lộn của chàng trai trẻ còn bồng bột nhưng đầy khát vọng, của một gã trung niên điềm tĩnh và kiên định với điều mình muốn. Evit Phương ví mình là ngựa hoang, nên phần lớn tiêu đề trong 12 chương sách đều được đặt theo chặng đời của một chú ngựa hoang. Ông tâm sự ở phần mở đầu, tôi đã ví mình như con ngựa hoang, lẽ nào tôi hoang đàn bê bối giang hồ lắm sao? Không, hoàn toàn không, quả thực như thế. Chú ngựa hoang ấy không hoàn tất bất kham hay chỉ mải mê rong ruổi trên con đường âm nhạc. Tình yêu là một ngoại lệ khiến ngựa hoang phải lùi bước ở chương 10, nước mắt một loài hoa, vì thế anh yêu em. Người phụ nữ có thể làm được điều đó chính là Lệ Hoa, người vợ ông hết mực yêu thương và nguyện dành trọn cả phần đời còn lại cho bà. Theo Evit Phương, động lực để ông vui sống mỗi ngày có thể lăn lộn với nghề hơn 60 năm là nhờ có vợ luôn bên cạnh, thấu hiểu và chăm lo. Chính tình cảm sâu nặng dành cho vợ đã khiến Evit Phương có nguyện cảm hứng viết 7 ca khúc dành tặng bà, được đăng lời trong sách, lần lượt là Lời Ước Hẹn, Yêu, Bài Hát Cho Em, Bẻ Bàn, Chiều Thu Paris, Gót Hồng, Thôi Hết Phiêu Lưu, Still In Love With You. Trước khi ra mắt tại Việt Nam, cuốn hồi ký dòng đời của Evit Phương vướng những ồn ào về tác giả viết cuốn sách. Theo chia sẻ của nhân vật chính, cuốn hồi ký do chính Evit Phương viết và vợ anh, chị Lệ Hoa Hiệu Đính, được phát hành vào ngày 8 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, bà Thu Huyền, vợ của cố nhà báo nhạc sĩ Trường Kỳ đã lên tiếng cho rằng Evit Phương đã sử dụng trái phép cuốn hồi ký Ngựa Hoang Tâm Sự về Evit Phương do chồng bà chấp bút cách đây 28 năm cùng một số tư liệu hình ảnh liên quan đến chồng bà để in cuốn lên hồi ký. Theo thông tin gia đình cố nhà báo nhạc sĩ Trường Kỳ chia sẻ thì ông Trường Kỳ chấp bút viết cho Evit Phương năm 1995 Ngựa Hoang Tâm Sự hơn 400 trang. Trong khi đó, phía ca sĩ Evit Phương, chị Lệ Hoa, vợ danh ca Evit Phương xác nhận có sự việc Evit Phương đã nhờ nhà báo nhạc sĩ Trường Kỳ viết hồi ký. Theo đó, ông Trường Kỳ đã bay qua nhà vợ chồng Evit Phương để thực hiện toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại do vợ chồng Evit Phương trả. Năm 1995, ông Trường Kỳ gửi lại hồi ký cho Evit Phương xem, phía danh ca cũng đã gửi 3.000 đô cho ông Trường Kỳ. Nhưng về sau, vì một vài lý do, Evit Phương đã viết cuốn hồi ký với nội dung gần 200 trang, thêm phần hình ảnh tương đương số trang ấy để in thành dòng đời. Evit Phương sinh ra trong gia đình truyền thống tri thức, cha là giáo viên tiếng Pháp, được học tập tại trường Pháp từ nhỏ. Nam ca sĩ sớm tiếp xúc với âm nhạc ngoại quốc và khơi dậy niềm yêu thích ca hát từ thời niên thiếu, đặc biệt là thể loại rock. Hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ, ông đóng góp cho nhạc Việt không ít tác phẩm đình đám như Yêu Em, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, 10 năm Yêu Em. Tại chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà và nữ nghệ sĩ Thúy Nga, danh ca Evit Phương xúc động kể lại tuổi thơ đam mê âm nhạc, hâm mộ ông hoàng nhạc rock Elvis Presley, đến nỗi lấy ngựa danh trên gọi của thần tượng. Dù có tiềm năng ca hát nhưng nam nghệ sĩ không nhận được sự ủng hộ từ cha ruột, thậm chí ông bị ngăn cấm dữ dội đến mức phải cuốn gói ra khỏi nhà khi chỉ mới 16. Với giọng ca trầm ấm truyền cảm, danh ca Evit Phương được nhạc sĩ Lê Hữu Hòa phát hiện ra tài năng và mời thu âm ca khúc Yêu Em. Từ dạo ấy, ông nhận lời gia nhập vào ban nhạc Phượng Hoàng, khuấy động dòng nhạc trẻ tại Sài Gòn lúc bấy giờ và đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Con đường âm nhạc ngày càng rộng mở, danh ca Evit Phương có cơ hội đi diện và tiếp xúc nhiều với bóng hồng trong giới giải trí. Dù vậy, sự ngây thơ hồn nhiên và giản dị của bà Phan Lệ Hoa đã khiến ông rung động ngay từ lần đầu gặp. Ăn bát cháo khét vẫn khen người hết lời.
Nhắc đến kỷ niệm không bao giờ quên, nam nghệ sĩ nghĩ ngay đến lần thập sự nhất sinh cùng sự đồng hành của vợ hiền. Nếu năm đó tôi mổ tim mà không có Lệ Hoa bên cạnh thì chắc tôi qua đời lâu rồi. Tôi đi hát bên Pháp, đường đi đến sân bay thì rất dài, tôi cứ đi một chút thì phải đứng lại vì đau ngực quá chịu không nổi. Về tới nơi thì Hoa bảo tôi đi khám thì bác sĩ phát hiện đường dẫn máu lên tim bị nghẹt đến 98%, nghĩa là tôi có thể chết bất đắc kỳ tử, phải nhập viện để mổ gấp. Chia sẻ với MC Thúy Nga, dù chung sống hơn 40 năm nhưng vợ chồng nam nghệ sĩ rất lãng mạn, không to tiếng với nhau bao giờ. Lắng nghe chuyện nghề, chuyện tình cảm động của hai người, MC Thúy Nga không khỏi cảm thán về mối liên duyên hiếm có khó tìm. Cô nói, thời buổi bây giờ người ta rất sợ câu quá nhanh quá nguy hiểm, nhưng mối tình của anh Ebit Phương với chị Hoa như sự sắp đặt của tiền kiếp vậy, quá nhanh nhưng không hề nguy hiểm mà kéo dài đến hơn 40 năm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.